bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Girl Boss, xếp nữ, tác giả Sophia Amoruso. Sau khi thử qua rất nhiều công việc chẳng giống ai, Sophia Amoruso đã thành công xây dựng một thương hiệu triệu đô trước 30 tuổi. Có phải cô ấy xuất thân từ một trường đại học danh giá, hay đã tham gia các khóa học tiếp thị và kinh doanh? chắc chắn không phải. Khi còn là một thiếu niên, Amoruso được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm và rối loạn giảm chú ý, còn có tên gọi là ADD. Cô ghét trường trung học và cuối cùng quyết định bỏ trường để tự học tại nhà. Năm 17 tuổi, cô bắt đầu sống cùng bạn bè, thuê một phòng nhỏ dưới gầm cầu thang với giá 60 đô la một tháng. Nhận những công việc nhỏ lẻ đủ để thanh toán các hóa đơn, chấp nhận bị sa thải hoặc nghỉ việc khi bắt đầu cảm thấy buồn chán. Trong xếp nữ, Amoruso kể về việc sau nhiều năm đi nhờ xe và nhặt rác, cô nhận ra mình muốn trở thành một doanh nhân, bán những bộ quần áo theo phong cách vintage mà mình yêu thích với giá rất hạt dẻ. Xếp nữ chứa đựng ba bài học đắt giá. Chúng ta hãy cùng Phonos tìm hiểu nhé. Bài học đầu tiên, không có đường thẳng dẫn đến sự vĩ đại những công việc không ai xem trọng và những trải nghiệm độc đáo có thể là một phần con đường dẫn bạn đến thành công. Vào đại học, đạt điểm cao và nhận được sự hỗ trợ của người khác có thể giúp bạn khởi nghiệp dễ dàng hơn. Nhưng thông qua những cuộc phiêu lưu độc đáo, bạn cũng có thể học hỏi được nhiều điều về bản thân, cũng như tìm thấy đam mê và phát hiện ra thế mạnh của mình. Cho đến năm 22 tuổi, Sophia Amoruso là một người theo chủ nghĩa vô chính phủ sống lang thang và hầu như rỗng túi cô thường đi nhờ xe lên xuống bờ tây tự chu cấp bản thân bằng cách bới rác và ăn trộm vặt và chỉ làm việc khi thực sự cần cho đến khi bị chẩn đoán mắc chứng thoát vị cô mới bắt đầu tìm kiếm một công việc phổ thông để có bảo hiểm y tế công việc vừa vặn phù hợp với mục đích của cô lúc bấy giờ là điểm danh học sinh tại một trường trung học vì quá rảnh rỗi cô đã quyết định mở một cửa hàng online lấy tên nasty Girl vintage trên eBay. Mỗi ngày cô có thể làm việc liên tục 12 giờ. Nhờ vậy, công việc kinh doanh và cộng đồng của cô đã phát triển rất nhanh. Kinh doanh sở thích là khởi đầu tiềm năng của một doanh nghiệp triệu đô. Đôi khi, nghịch cảnh lại chính là cơ hội để tiến gần tới công việc bạn vừa thích, vừa giỏi. Ngay cả khi bạn cảm thấy mình đang lãng phí thời gian, bạn sẽ không biết được điều gì đang chờ mình cho đến khi đi đủ xa để nhìn thấy bức tranh lớn hơn bài học thứ hai hiểu rõ những gì bạn muốn tiếp đó tập trung vào sản phẩm và khách hàng xác định được điều mình muốn rồi thì bước tiếp theo là gì tìm hiểu cặn kẽ về mô hình mà bạn dự định theo đuổi và tập trung vào nó những ngày đầu của nasty girl sophia amoroso phải tự mình làm mọi thứ điều này đã mang lại cho cô những hiểu biết sâu sắc về thị hiếu khách hàng và cơ hội để điều chỉnh trong quá trình thực hiện đầu tiên cô phối trang phục lấy từ các cửa hàng từ thiện và cửa hàng quần áo cũ để bán amoroso là một chuyên gia phong cách thời trang vintage và cô biết nơi có thể bán được với giá tốt nhất cuộc sống lang bạc luôn trong tình trạng khánh kiệt trước đây đã giúp cô trở nên nhạy bén khi thương lượng giảm giá amoroso đã chọn những cô gái xinh như người mẫu cho họ mặc những trang phục bình dân được cô phối theo phong cách rất hợp thời trang và tự mình chụp ảnh cô đã từng đầu tư vào một khóa học nhiếp ảnh và phát hiện ra mình rất có mắt nhìn nghệ thuật sau khi chốt được một đơn hàng cô ngay lập tức tìm kiếm những món đồ tương tự nếu khách hàng của cô không đánh giá cao một món nào đó cô sẽ thử tiếp cận lại bằng cách điều chỉnh thiết kế các hình ảnh văn bản và phong chữ khác nhau nếu vẫn không được khách hàng chú ý cô sẽ ngừng bán mẫu đó điều cần thiết là phải tập trung vào những gì tạo ra sự khác biệt nhất cho doanh nghiệp Đừng lãng phí thời gian, công sức, quan tâm đến những gì mọi người nghĩ về mình. Ngay cả khi ai đó cư xử không tốt với bạn, hãy tiếp tục cống hiến hết mình cho sản phẩm và khách hàng, thay vì lên kế hoạch trả thù. Bài học thứ ba. Để phát triển công ty, bạn cần một đội nhóm cùng chỉ hướng, biết làm việc vì khách hàng. Nếu những cửa hàng có cùng phong cách với cô trên eBay đều đang chọn những cái tên đầy lãng mạn, thiếu đầu tư vào hình ảnh và tiếp thị kém, thì Amoruso mang đến một trải nghiệm thời trang mới mẻ với phong cách độc lạ, không thể bắt chước. Thêm vào đó, cô còn nỗ lực tìm hiểu thị hiếu của khách hàng. Đó là cách cô xây dựng thương hiệu và cộng đồng. Tên cửa hàng Nastigao và thương hiệu cá nhân Amoruso được khách hàng đón nhận và yêu thích. Một đồng mười, mười đồng trăm, số người biết đến cô ngày càng nhiều hơn. Và khi cô chuyển từ eBay sang trang web thương mại điện tử của riêng mình, thì cộng đồng này vẫn tiếp tục trung thành với cô. Để phát triển doanh nghiệp, bạn cần hiểu khách hàng, xây dựng cộng đồng và kết nối với những người phù hợp. Từ những công việc trước đây, Amoruso cảm thấy cô không thuộc kiểu người hướng ngoại. Cô thấy vui khi làm việc một mình và gặp gỡ khách hàng trực tiếp. Thành công buộc cô phải thuê nhân viên và tìm nhà đầu tư đồng thời dạy cô giá trị của việc hợp tác với những người làm việc chăm chỉ và có cùng chí hướng một năm nọ giám đốc kho hàng của nasty gale đã nghỉ việc ngay trước dịp giảm giá sau lễ tạ ơn black friday mọi việc rất có thể sẽ vượt tầm kiểm soát nhưng nhờ nhân viên đồng tâm hiệp lực toàn bộ đơn hàng đã được xử lý kịp thời ngày bán hàng được mong đợi nhất trong năm đã thành công tốt đẹp tận dụng mọi cơ hội để khám phá sở trường của bản thân và tìm mọi cách để phát huy nghĩa là bạn đang dấn bước trên con đường dẫn tới thành công lời khẳng định hùng hồn này của sophia amoruso đã khẳng định khí chất tạo nên cô hôm nay bạn vừa nghe xong tóm tắt sách sếp nữ khi còn là những đứa trẻ chúng ta học được rằng để có một cuộc sống thành đạt ta cần đạt điểm cao vào đại học và tìm một công việc làm giờ hành chính sếp nữ truyền cảm hứng cho cả những ai tuân theo các quy tắc đó và cả những ai muốn tạo lối đi riêng. Dù quyết định của bạn là gì, hãy nhớ rằng bạn cần học hỏi không ngừng nghỉ và hãy để đam mê trở thành động lực giúp bạn tiến xa hơn trên con đường mình chọn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.